Xin chào mọi người. Vừa rồi mình có làm một cái video nói là Bitcoin sẽ xây thay thế tiền tệ trên toàn cầu. Thì khá là nhiều người nhắn vô và nhắn ra về cái vấn đề này. Thì có những người nói là mơ đi, rồi liên quan với nhà nước rồi vân vân, thì nó sẽ rất là rắc rối vân vân. Thì để mình giải thích nó một cách kỹ càng hơn, có thể là mình chưa có, cái video vừa rồi nó không có giải thích một cách kỹ càng, thì cái video này ok để gọi là cho nó sâu xa hơn. Và rõ ràng những cái lời nhắn của bạn vô á là mình rất là quý nó, bởi vì nó tạo cho bạn mình những cái sự suy nghĩ hơn, để mình đào sâu hơn, để mình học nhiều hơn, vân 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 vân. Nhưng mà đây là những cái thứ mà đã Bitcoin đã làm. Ok, thì riêng số nhiều ngay bây giờ bạn có thể thấy là người ta sống ở trong đâu? Người ta sống ở trong cái điện thoại thông minh của người ta. Người ta sống trong cái iPhone, đúng không? Rồi người ta sống ảo, vân 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 vân. Người ta sống trên mạng. Đồng tiền trên đồng cầu ngay bây giờ, đồng tiền tệ á, cho những người nào chưa biết, những cái nước khác trên thế giới này, chứ không phải là gì, mình không nói về nước Việt Nam không. Ok, nước Việt Nam thì chỉ một cái nước nhỏ nhỏ thôi. Ok, nhỏ nhỏ. Cái đồng tiền ngay bây giờ trên toàn cầu á, được luân chuyển từ người A cho tới người B, nhiều lúc nó qua nhà băng này, nhiều lúc nó qua nhà băng kia, nhiều lúc nó qua công ty này, công ty kia, rồi mới tới cái người mà bán cái sản phẩm đó hay là cái dịch vụ đó. Cũng giống như bạn mua một mặt hàng ở trên mạng, đúng không? Bạn dùng PayPal. Ok, bạn bán mặt hàng bạn dùng PayPal, thì người kia, cái tiền nó sẽ đi tới PayPal, rồi sau đó PayPal mới thả ra cho bạn. Ok, thì cái đồng tiền, nghe gọi là cái đồng tiền ngay bây giờ trên thế giới sử dụng á, nó cũng là tiền điện tử rồi. Xác suất ngay bây giờ trên toàn cầu á, ok, trong những cái nước văn minh á, đâu tới 90% là người ta đang dùng tiền điện tử. Có nghĩa là, nhưng mà cái đồng tiền điện tử này á, thì nó qua trung gian nha. À, người A gửi cho người B á, nó qua nhà băng và nó qua một cái công ty này công ty nọ, cũng giống như PayPal, Amazon, ok, vân vân vân. Thì nhớ là 90% trên thế giới đang sử dụng như vậy. Cũng giống như ngày hôm nay, mà mua một cái thứ gì trên mạng, bạn cũng chuyển khoản. Thì cái đó, cái vấn đề đó thì nó qua nhà băng, rồi sau đó nhà băng thả nó cho cái người bán cái dịch vụ đó và cái bán cái mặt hàng đó. Thì 90% trên toàn cầu ngay bây giờ cái đồng tiền đang được luân chuyển á, nó là tiền điện tử rồi. Và Bitcoin là cái đồng tiền điện tử nghe được nguyên thế giới sử dụng trên toàn cầu. Rõ ràng là vừa rồi á, cho là một ví dụ là bạn mua một mặt hàng đi, bạn mua mặt hàng ở Việt Nam này, ok, bạn cứ dùng cái nhà băng Vietcombank, bạn chuyển nó qua Sacombank, ok. Nhưng mà bây giờ bạn thử dùng Vietcombank mà bạn chuyển nó qua Bank of America ở bên Mỹ thử có được hay không? Chắc chắn là không, bởi vì nó sai cái hệ thống, nghe nó sai cái hệ thống. Cho một ví dụ, một người ở bên Brazil, trong cái nước của họ có những cái nhà băng thì người ta có thể dùng cái nhà băng này chuyển cho nhà băng kia, ok, cũng không, cũng giống như Việt Nam mình. Nhưng mà bên Brazil mà nó muốn mua một cái mặt hàng nghe trực tiếp với một người nào ở một cái nước khác, ok, cho là mua Việt Nam đây, thì từ nhà băng Brazil mà chuyển qua nhà băng Việt Nam nó không có làm được, nghe, nó không làm được. Và nó qua rất là nhiều sự rắc rối nghe. Cái đồng tiền này bên kia trị giá bao nhiêu, đổi qua bên đây trị giá bao nhiêu, phí bao nhiêu, vân 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 vân. Và rất khó để làm những cái công việc đó. Và ngay bây giờ mình chỉ nói tới hai nước là Việt Nam và Brazil không thôi, thì bây giờ mình còn cái hình dung đi bao nhiêu, 100+ nước trên thế giới ngay bây giờ, thì nó không có một cái hệ thống để cái đó người ta có thể dễ dàng vận chuyển đồng tiền. Thì cái đó là nó đem cái câu chuyện của Bitcoin lên. Ok, Bitcoin thì là nó không quan trọng bạn ở đâu trong cái trái đất này. Bạn có thể ở trong cái hang, đúng không? Bạn có cái điện thoại 4G hay là bạn ở rồi ở đâu đó không quan trọng, đúng không? Bạn vẫn có thể giao dịch với người bên ngoài trong trái đất này. Ngay bây giờ là trong trái đất này thôi nha. Trong tương lai này có thể là những cái người mà người ta ở những cái vùng mà người ta sống không được nữa, thì người ta sẽ trả phí cho Elon Musk để lên không gian để sống. Ok, nó có những cái khách sạn đổ trên đó nha, để lên cho nó sống, cũng giống như sống dưới đây thôi, nhưng mà nó sống ở trong cùng giống như là một cái bong bóng vậy đó. Ok,
tương lai. Cái này là rõ ràng những cái thứ mà gọi là quá xa vời. Nhưng mà bạn nhớ thì là riêng cái hệ thống Bitcoin là nó không ràng buộc, ok, đồng tiền chỉ được luân chuyển trong cái nước đó thôi, nghe, không có đẩy được ra ngoài. Mà nếu đẩy ra ngoài tốn rất là nhiều phí và rất là nhiều sự rắc rối. Cho là một ví dụ, ở Việt Nam này bây giờ bạn muốn chuyển 5 triệu đô la thôi từ đây qua bên Mỹ, bạn cứ nghĩ bạn có nó là một cái thứ dễ dàng để làm hay là một cái thứ rất là rắc rối, đúng không? Và bạn sẽ tốn, nếu mà làm được, cho là một ví dụ là đồng tiền đó là đồng tiền hợp pháp đi, bạn sẽ tốn một thời gian rất dài. Cái thứ hai nữa, phí rất cao, qua bao nhiêu công gọi là nhà nước công nhận, nhà công an công nhận cái đồng tiền này là vân 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 vân, đúng không? Đó rõ ràng, cái đó là cái chuyện rõ ràng. Bạn thử thử vân chuyện thử thì đó, ok, Bitcoin nó vô để nó thay thế hết tất cả những cái ràng buộc đó, những cái tính chất xấu đó, những cái thứ mà nó ngăn chặn bạn để vận chuyển cái tài sản của bạn trên toàn cầu. Thì Bitcoin nó đã có mặt ở đây 15 năm, chưa bao giờ bị hack, ok. Mình không nói về vấn đề là thu nhập ở đây, mà mình nói nó là cái đồng tiền được chấp nhận sử dụng trên mạng, trên internet, đúng không? Internet mạng mà, đúng không? Thì mạng không bao giờ ai có thể ngăn chặn mạng được hết, đúng không? Ngăn gọi là mạng thì luôn luôn sẽ có ở đây, ok. Bởi vì nó một cái hệ thống trên toàn cầu, ok. Thì đồng tiền Bitcoin là cái đồng tiền ở trên mạng để người ta sử dụng để trao đổi dịch vụ, trao đổi mặt hàng với nhau. Người A muốn mua một cái thứ gì với người B, người ta vẫn người ta thì sử dụng. Cũng giống như Toyota. Tại sao Toyota là một cái công ty có mặt trên toàn cầu mà, đúng không? Bây giờ người ta chấp nhận là bạn có thể mua Bitcoin, bạn có thể mua một chiếc xe hơi dùng Bitcoin. Tại sao vậy? Đúng không? Và có những công ty khác nữa, cả ngàn công ty, có những cái thành phố tới bạn sẽ sử dụng Bitcoin để bạn mua bán thôi, bạn ở trong cái thành phố gì đó, gọi là một thành phố cố gọi là có tên tuổi giàu nhất, đúng không? Cũng bên giống như rất là nhiều thành phố ở bên Switzerland, ok, ở bên châu Âu. Thì nó là vậy nghe. Thì nó là một cái đồng tiền mới mà nó là tiền điện tử. Chắc chắn là rõ ràng cái bạn dùng cái đồng tiền tệ của bạn á, thì nó ràng buộc vô cái nước của bạn thôi. Bạn chỉ dùng được trong cái nước của bạn thôi. Giống như bây giờ cho là một ví dụ, bạn cầm thử tiền Việt Nam đồng đi qua bên Mỹ, cứ xài thử ai công nhận hay không? Không, chắc chắn không ai công nhận hết. Người ta cười bạn thôi. Thằng này nó mới ở trong cái hang nó mới ra. Nhưng mà nếu chuẩn bị tới đây, nghe, nó tiếp tục phát triển như vậy và tiếp tục phát triển như vậy, ok, và nó đã phát triển rất nhiều rồi. Những cái đê ra, những cái gì lừa liều đó mình lan tỏa nó 4 năm trời ở trên cái nền tảng tiền Academy á, ở trên YouLove, ok, bạn lên đó tham khảo nghe để bạn có thêm kiến thức. Nhưng đi lại cái câu chuyện là Bitcoin là cái tài sản, là cái đồng tiền, là cái gọi là cái vehicle, nó giúp cho con người nghe chuyển giá trị với nhau. Người A có một mặt hàng, người A có một sản phẩm, tao dùng Bitcoin tao chuyển cái tài sản này, tài sản điện tử này cho mày, mày cung cấp cái dịch vụ đó cho tao ở trên mạng. Và tất cả mọi người ngay bây giờ số nhiều là sống ở trên mạng. Bạn có thể thấy, đúng không? Người ta sống ở trên mạng. Những người không chỉ có một cái iPhone, mà nhiều lúc người ta có lúc có 2 cái iPhone, 3 cái máy tính. Người ta sống ở trên mạng. Bởi vì vậy cái phong trào sống ở trên mạng và sống ảo nó rất là, nó còn ghê gớm hơn cái sống thiệt nữa. Có bao nhiêu người trên thế giới ngay bây giờ là sống thiệt? Có bao nhiêu người là sống giả? Tại sao những cái người mà 6-70 tuổi, 5-60 tuổi rồi cứ thích chụp hình này hình này nọ mà đăng đầy mạng xã hội? Cũng giống như những đứa trẻ lúc đâu khoảng 10 mấy tuổi thôi là nó đã sống ở trên mạng rồi. Nó ôm cái điện thoại. Bạn thấy thử tới bao nhiêu cái quán ăn, lúc trong một cái gia đình ăn vậy đó, mỗi người cầm một cái điện thoại, không ai nói chuyện với ai hết. Cái giới này là nó đang nằm ở trên mạng. Và cái đồng tiền, ok, cái đồng tiền ở trên mạng, ok, là cái đồng tiền mà đã được chọn lựa, mà không có thể gọi là thay đổi được, ok. Nó là gì? Nó là Bitcoin và Bitcoin. Còn tất cả những đồng kia nó là rác, rồi so sánh với Bitcoin thì nó là vậy. Xin chào mọi người.